quý vị, dù Bộ Giao thông Vận tải nhiều lần ra thối hậu thư, đến nay Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV chưa triển khai thu phí theo thời gian block time, thậm chí sẽ vẫn thu phí ô tô ra vào sân bay dưới 10 phút. Trước thông tin trên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã lên tiếng. Tuy nhiên, hiện chưa có tin mừng cho người chờ đợi được miễn phí nếu xe vào sân bay dưới 10 phút. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ACV phải lắp đặt hệ thống kiểm soát thời gian ô tô ra vào các cảng do đơn vị này quản lý, hoàn tất và đưa vào hoạt động chậm nhất là vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất phương án không thu tiền đối với xe ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian dự kiến là 10 phút. Tuy nhiên, hơn một năm trôi qua, đến nay ACV vẫn chưa đưa hệ thống này vào khai thác, đồng thời khẳng định sẽ không miễn phí với thời hạn 10 phút như yêu cầu của Bộ. Theo một lãnh đạo ACV dẫn thông báo của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và cho rằng sẽ không phải là miễn thu phí xe ra vào sân bay trong 10 phút mà thu theo block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho block đầu tiên, dự kiến 10 phút đầu tiên. Đơn vị này đang xây dựng phương án thu phí 21 cảng theo block time, sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt trong tháng 5 năm 2021 để triển khai áp dụng tại các cảng. Trước thông tin trên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải đã lên tiếng. Tuy nhiên, hiện chưa có tin mừng cho người chờ đợi được miễn phí nếu xe vào sân bay dưới 10 phút. Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng xác nhận, khi xây dựng phương án thu giá dịch vụ đường dẫn và nhà ga các sân bay, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất phương án thu theo hướng không thu tiền với ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 329 trên TB-VBCB thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, cơ bản đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 8451 ngày 26 tháng 8 năm 2020 theo nguyên tắc thu theo block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho block đầu tiên, dự kiến 10 phút đầu. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục để thống nhất phương án thu, bảo đảm đúng quy định, hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng. Dẫn nội dung thông báo kết luận của Phó Thủ tướng dựa trên kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng Cục Hàng không không lý giải vì sao Bộ Giao thông Vận tải có sự thay đổi từ dự kiến miễn phí 10 phút đầu sang thu theo giá hợp lý. Cục trưởng Cục Hàng không cho biết ngày 14 tháng 5 năm 2021, Cục Hàng không đã có văn bản đôn đốc ACV khẩn trương xây dựng phương án thu giá dịch vụ, sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý, báo cáo Cục thống nhất phương án để ACV báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.